Tọa lạc tại cửa ngõ phía nam thủ đô, được thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích hiện đại và đồng bộ, nội khu và ngoại khu, cách hồ Hoàn Kiếm 7,5 km, dễ dàng di chuyển tới khu vực trung tâm qua một trục đường chính, Giải Phóng, Lê Duẩn, cách các trường đại học và các bệnh viện trung ương khoảng 4 km, khoảng cách vừa đủ gần để bước chân xuống phố, vừa đủ cách biệt để cư dân tận hưởng sự yên bình. Lấy cảm hứng từ khu đô thị Gangnam, khu đô thị xanh hiện đại bậc nhất Hàn Quốc, Hồng Hà Eco City là sự kết tinh của vẻ đẹp tự nhiên và trí tuệ của con người, tạo nên khu đô thị sinh thái hoàn hảo và đẳng cấp. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Lars Landin và tập đoàn Sanjin Hàn Quốc, Hồng Hà Eco City mang dáng dấp của một khu vườn Hàn nên thơ, với không gian xanh mát rộng lớn và cảnh sắc tuyệt đẹp. Điểm nhấn đặc biệt của dự án là công trình nghệ thuật vô cùng độc đáo, đó chính là công viên sáu giác quan, mang đến một hương vị tươi mới và những giá trị cảm xúc diệu kỳ, là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự thảnh thơi, yên bình. Không chỉ có thiết kế ấn tượng, quy hoạch thông minh, Hồng Hà Eco City còn được đầu tư phát triển hệ thống tiện ích đồng bộ và dịch vụ quản lý chuẩn quốc tế như hệ thống an ninh, bảo vệ 5 lớp hiện đại, mạng lưới phát wifi miễn phí, tốc độ truy cập cao tại các tòa nhà, mỗi căn hộ một chỗ đỗ xe trong hầm. Tất cả sẽ mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi với hàng loạt dịch vụ 5 sao và không gian xanh đáng mơ ước, là nơi cư dân xây dựng tổ ấm, khởi tạo cuộc sống bình yên trọn vẹn. Sở hữu vị trí trung tâm dự án, phân khu Flower Garden được thiết kế khép kín với hệ thống an ninh, tạo nên không gian riêng tư và đặc quyền cho cư dân. Phân khu gồm tòa căn hộ khách sạn 5 sao Mandala Luxury Apartment, 7 tòa căn hộ chung cư, tổ hợp tiện ích nội khu khép kín đẳng cấp chuẩn Hàn. Với mong muốn kiến tạo một cuộc sống tiện nghi trong lòng đô thị, Hồng Hà Eco City đã thiết lập hệ thống 42 tiện ích nội khu vượt trội như shopping tại khu trung tâm thương mại Sầm Uất, trải nghiệm ẩm thực Á Âu tại khu ẩm thực với các nhà hàng cao cấp, thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi tại hệ thống bể bơi, phòng gym, spa, gym bằng. Hồng Hà Eco City, Gangnam, trong lòng Hà Nội.